Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có giải pháp hòa bình, thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine khi ông trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, mới đây, cựu cố vấn Nhà Trắng John Bolton cho biết chính sách của ông Donald Trump đối với Ukraine sau khi thắng cử sẽ dẫn đến những nhượng bộ đáng kể đối với Nga và điều này sẽ là thảm họa đối với Kyiv. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông John Bolton cho biết ông Zelensky không biết mình sẽ đàm phán như thế nào để chấm dứt cuộc xung đột này. Nhưng tôi nghĩ rằng cam kết của ông ấy với ông Putin sẽ dẫn đến những nhượng bộ đối với phía Nga và điều này sẽ gây tổn hại cho Ukraine. Ông Bolton nhấn mạnh rằng Mỹ không giúp đỡ Ukraine vì lòng thương xót mà tạo thành nền tảng cho lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Đồng thời, ông Bolton nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng Tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc tranh luận bầu cử vào ngày 27 tháng 6 đã hứa rằng ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột, ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đáp lại đề xuất có thể dừng xung đột Ukraine-Nga trong 24 giờ của ông Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ không đồng ý chỉ dừng lại và quên đi mọi thứ. Theo Ukranska Pravda, trả lời phỏng vấn của truyền thông Mỹ, người đứng đầu Ukraine cho biết, mọi người sẽ hạnh phúc nếu một người trên thế giới, và người đó là ông Trump, có thể chấm dứt xung đột trong 24 giờ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là cái giá của nó sẽ thế nào và ai sẽ trả. Tôi không có ý nói rằng ý tưởng của ông Trump là ép Ukraine phải trả. Tuy nhiên, nếu ông ấy muốn làm điều đó trong 24 giờ, cách đơn giản nhất là buộc chúng tôi phải trả, bởi vì điều đó có thể hiểu được. Nó có nghĩa là xung đột kết thúc và trao đất của Ukraine cho người Nga, và người Ukraine phải quên điều đó đi. Lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, mọi thứ được dỡ bỏ. Ông Putin sẽ nhận được đất. Putin sẽ có được chiến thắng cho Nga, cho thế giới. Và không, không có gì, không ai ở trong tù, không gì cả. Không có trách nhiệm giải trình, không tòa án, không có gì hết. Số 0. Vâng, đó là một cách vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ đồng ý, không bao giờ. Không có ai trên thế giới có thể thúc giục Ukraine làm điều đó, bởi vì đó không phải là chuyện của một tổng thống hay 10 người. Đó là về một đất nước. Nga đã làm nhiều người Ukraine thiệt mạng như vậy, làm sao có thể quên được? Chúng tôi sẽ không thể tha thứ. Trong khi đó, đại tá quân đội Mỹ đáng nghỉ hưu Lawrence Wilkerson tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh YouTube Dialogworks rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận cởi mở về các vấn đề nhân đạo ở Ukraine. Vị chuyên gia lưu ý, tôi đang nghe Putin, ông ấy nói về việc trao đổi tù binh, và một lần nữa ông ấy sẵn sàng đàm phán. Theo quan điểm của đại tá Mỹ, ngược lại, phương Tây đóng cửa trước những cuộc thảo luận như vậy, kể cả về vấn đề nhân đạo. Ông Wilkerson nói thêm rằng, trên thực tế mọi việc lẽ ra khá đơn giản. Đồng thời, ông nhắc rằng trước đó chính phía Ukraine đã bắn rơi chiếc máy bay chở các tù binh là người của chính họ. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẵn sàng tiếp tục trao đổi tù binh với Ukraine, các thủ tục đang được tiến hành. Nga đã nhiều lần đề xuất giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình. Chẳng hạn, ông Putin lưu ý rằng để bắt đầu đàm phán, Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới thuộc Nga, các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Trong một diễn biến khác liên quan, quân đội Nga cho biết đã giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng tiền tuyến ở Ukraine là Andriivka tại vùng Lugansk ở phía đông và Pyshchane ở vùng Kharkov phía đông bắc. Hai ngôi làng mà Nga tuyên bố đã chiếm được cách nhau chưa đầy 20 km trên khu vực tiền tuyến, nơi Moscow đã có những bước tiến mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Bộ Quốc phòng Nga hôm 21 tháng 7 cho biết trong một tuyên bố rằng các đơn vị Nga đã chiếm được các khu định cư Andriivka và Pyshchane, cũng như chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn. Andriivka, một ngôi làng có chưa đầy 20 người, là một trong những khu định cư cuối cùng ở vùng Lugansk, nằm ở mặt trận phía đông. Pyshchane nằm trong khu vực Nga đang tích cực đánh chiếm, vì việc chiếm được khu vực này có thể mở đường cho Nga đưa quân tiến sát sông Oskin, nằm cách đó khoảng 10 km. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, không bên nào có thể đạt được bước đột phá quyết định mà cả Moscow và Kiev đều nói rằng họ đang gây ra thương vong nặng nề cho bên kia, gần 2 năm rưỡi sau khi cuộc xung đột giữa hai bên nổ ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang hy vọng sẽ tạo nên những đột phá trên bầu trời sau khi xác nhận một hệ thống phòng không Patriot do Đức viện trợ đã có mặt ở Kyiv vào cuối tuần trước. Trong nhiều tháng, nhà lãnh đạo Ukraine đã liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm lá chắn thép này để giúp quân đội Ukraine chống lại các đợt không kích từ Nga. Đức và Romania đã tuyên bố sẽ sớm chuyển giao hai khẩu đội tên lửa Patriot tới Ukraine trong thời gian tới. Trong khi đó, Italy cũng cung cấp một hệ thống tên lửa riêng.
Cũng trong đêm 21 rạng sáng 22 tháng 7, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 75 máy bay không người lái UAV Ukraine xuất hiện trên lãnh thổ Nga, Biển Đen và Biển Azov. Theo tờ Pravda, chia sẻ trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 47 UAV Ukraine đã bị chặn và phá hủy ở vùng Rostov của Nga, 8 chiếc ở vùng Krasnodar, 1 chiếc ở Belgorod, 1 chiếc ở vùng Voronezh và 1 chiếc ở Smolensk. Ngoài ra, 17 UAV khác của Ukraine đã bị bắn hạ trên Biển Đen và Biển Azov. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại sau đợt tấn công của Ukraine không được phía Nga tiết lộ. Trong khi đó, các video được đăng trên Telegram cho thấy đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào thành phố Tuve thuộc vùng Krasnodar, khiến một nhà máy lọc dầu bốc cháy. Trong video, một chiếc UAV được nhìn thấy bay về phía nhà máy lọc dầu này, giữa lúc nhiều tiếng súng vang lên. Khi UAV lao vào mục tiêu, một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Trụ sở điều hành vùng Krasnodar của Nga báo cáo, cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu Tuve đã bị hư hại do các mảnh vỡ UAV rơi trúng. Tuyên bố cho hay, lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy trên diện tích 50m2, tổng cộng có 31 thiết bị chữa cháy và 91 người đang làm việc tại hiện trường. Ngọn lửa đã được khống chế và đám cháy ngoài trời đã được dập tắt. Báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong. Ngoài ra, các cột khói đen khổng lồ cũng đã xuất hiện ở Morozko thuộc vùng Rostov, nơi hoạt động của một sân bay quân sự Nga. Ông Vasily Golubev, thống đốc tỉnh Rostov, thông báo các UAV Ukraine đã bị bắn hạ. Những mảnh vỡ từ UAV rơi xuống chỉ làm cháy cỏ khô. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander để tập kích hai đoàn tàu chở khí tài quân sự của Ukraine ở vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị tên lửa Nga đã tập kích thành công hai đoàn tàu chở vũ khí và nhân lực của lữ đoàn cơ giới số 41 bên kia đối thủ. Đòn tấn công chính xác đã khiến hai đoàn tàu phát nổ, gây tổn thất lớn cho Ukraine. Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã chịu hơn 1.500 thương vong tại nhiều điểm nóng dọc tiền tuyến, mất nhiều khẩu pháo, bao gồm cả pháo lựu M777 do Mỹ sản xuất, các quan chức quân sự Nga khẳng định. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, 7 kho đạn dược của Ukraine đã bị tấn công ở nhiều khu vực khác nhau. Ngoài ra, quân Nga đã giáng đòn, đánh bại đội hình của đơn vị đường không số 77, các lữ đoàn cơ giới số 14, số 115, số 116 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia Ukraine tại các khu vực Sinkovka, Petropavlovka, Berestovoye, vùng Kharkov và Krasny Liman của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc cũng đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 34, lữ đoàn cơ giới số 15 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 127 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 13 của Ukraine trong các khu định cư Tikhon, Stersikuni, Kosak-Lopan, Lipsti, Volchansk, Zhogov-Nevoe và Starista ở vùng Kharkov. Quân đội Nga đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của các đơn vị thuộc lữ đoàn xung kích số 92, lữ đoàn cơ giới số 23 và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Thiệt hại của đối phương lên tới 145 chiến binh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.